chứ có tiền đâu trả lương. Hứa trả lương tôi thấy không có trả mà chửi vô mặt nữa. Vui, Tết năm nay vui, cảm ơn Khỏi nha. Vui lắm. À, được cái là được làm mưu sinh cho heo. Hello dì mình nha, hello bạn. Khó nói chuyện à. Nói chung là nếu nói chuyện lịch sự thì nói được. Đi cây với ai vậy? Có đi đâu chơi đâu, biết đi đâu rồi. Hello Thanh Bình nha. Trời đùa nhau chứ biết cây với anh. Đùa hả? Đang treo nhau à? Em để em coi em kiếm 20k. Có ai kiểu như là quen biết á, qua rủ với cây kèo lè lè cho vui. Never. Heo không đi chơi với ai cả. Ok. Hello Bi Nguyễn. Chào Đình Công nha. Hello bạn. Giờ này chả biết PK với ai hết. Với lại giờ này cũng không có tâm trạng để PK. Cảm ơn Hiếu nha.